tuổi thơ ngạo sư cực kỳ bất hạnh, bóng 10 năm trước là hoàng tử của vương quốc cực xa xăm. Cũng như một đứa trẻ đang chơi đùa với anh trai, cho đến một ngày sức mạnh thức tỉnh vô tình làm anh mình gãy tay. Do mẹ của ông khiếp sợ xa đánh ông như con quái vật, cậu bé gầy nhom trở nên khác lạ đã khiến gia đình mình kinh ngạc. Thay vì tung hô đứa con thì bọn họ lại truy bắt truy sát ông ta bằng cả lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của vương quốc. Nhưng ở đâu cũng có người tốt gặp được Rosa đại diện của ông, giấu trong một chiếc thùng nhỏ nhỏ rồi đặt nó đi trên vùng biển rộng. Ông bắt đầu trốn chạy để bất cứ đâu nếu có thể đi, dù giúp đỡ dân làng rất nhiều nhưng họ vẫn nghĩ ông là con quỷ. Xong vô cùng nhàm chán, nhưng cho đến khi gặp vị đội trưởng Meliodas rồi cãi Berlin thất hình để tỏ vô cùng tin tưởng. Nơi có những thiên tài bất cứ ai cũng phải đấy, họ cũng là nơi mà ông thuộc về khi khó khăn không bao giờ bỏ. Vì tất cả bọn họ quá mạnh nên rất nhiều người ganh ghét, bọn kỵ sĩ chuyên gia đổ lỗi muốn bọn họ sẽ bị giết. Sau cái chết đại thanh kỵ sĩ, cả nhóm một lòng phải tăng rã những tờ truy nã ra rác khắp nơi nhưng chưa có ai tìm ra cả. Escanor, người bí ẩn nhất trong đội, ở trong thất hình để tội, ông chưa bao giờ thay đổi. Có tình cảm với Merlin, dù cô nàng không để tâm, quyết bảo vệ bất cứ khi nào ông có cơ hội trong tầm ngắm. Meliodas còn thừa nhận rằng ông còn mạnh hơn cả cậu, và cả Merlin cũng tin rất nhiều về sức của ông trong chiến đấu. Không ai biết một chủ quán rượu cực kỳ ấm yếu lúc đêm tối, nhưng lại rất mạnh khi đến giữa trưa khiến bao kẻ thù phải trăn trối. Thành kim Escanor, kẻ kiêu ngạo thầm vô đối, có anh dương nâng cấp cho tầm sức mạnh ông thay đổi. Chiếc rượu thánh có thể kêu gọi ở bất cứ đâu cũng quay trở về, còn ảnh hưởng ánh nắng mặt trời mạnh bậc nhất trong thất đầy tội.